Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ có phải là chương trình để dành tiền cho học vấn và hưu trí hay không? Xin mời quý vị theo dõi chương trình cùng với Hana và Ngọc Hà. Ngọc Hà xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Việt Today. Và thưa quý vị, vào mỗi thứ năm hàng tuần, quý vị sẽ thấy chương trình Bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống do Ngọc Hà cũng như chị Hana phụ trách nói về bảo hiểm của hãng Acla. Nhưng mà hôm nay quý vị thấy bên cạnh Ngọc Hà không phải là chị Hana mà là một người rất là đẹp trai, phải không thưa quý vị? Thì đó là anh Hùng. Thì Ngọc Hà cũng xin gửi lời chào tới anh Hùng và xin chào anh Hùng cũng như anh Hùng gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả của Đài Việt Today. Và không biết là chương trình hôm nay là chương trình gì mà lại thay thế chị Hana là một người đẹp trai như thế này. Chào anh. Thân chào Ngọc Hà, Hùng cũng thân chào quý khán giả của Đài Việt Today. Hùng rất là hân hạnh hôm nay được lên trong cái chương trình mà Bảo hiểm nhân thọ của Ngọc Hà và chị Hana. Một cái chương trình mà Hùng cũng đã theo dõi cũng như tất cả những quý đồng hương tại vùng San Jose này rất là thích thú, tại đón nhận được những cái mà thông tin rất là cần thiết mà có thể mình không biết được qua cái chương trình Bảo hiểm nhân thọ của Acla, của Ngọc Hà và chị Hana. Sẽ giúp cho mọi người có được thêm một kiến thức về cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, hôm nay tuy là sẽ không nói tới bảo hiểm nhân thọ, bởi vì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một chương trình ca nhạc nhạc Pháp lần đầu tiên sẽ được trình diễn tại San Jose của chúng ta. Thì chương trình bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống của chị Hana cũng như Ngọc Hà cũng sẽ bảo trợ cho cái chương trình này, cho nên hôm nay anh Hùng sẽ lên để giới thiệu tới quý vị về cái chương trình nhạc Pháp Salut Les Copains tại San Jose. Thì xin mời anh Hùng giới thiệu tới cái chương trình nhạc cho toàn thể quý vị khán giả biết là chương trình nhạc này như thế nào thưa anh. Trước hết Hùng là chân thành cảm ơn sự bảo trợ của Ngọc Hà và chị Hana trong chương trình Bảo hiểm nhân thọ của Acla. VCI Entertainment quyết định tổ chức một cái chương trình nhạc cho tất cả mọi người yêu quý nhạc Pháp trên thế giới. Thì chương trình này có một cái đặc biệt là ban tổ chức không có ngại mà vấn đề mà tốn kém để mà mời tất cả những cái ca sĩ. Thì trong chương trình có, dĩ nhiên là nếu mà nói về nhạc Pháp mà thập niên trước 75 thì không có ai, nói thật không có ai hơn được chị Thanh Lan và anh Y Lê Phương. Thì ngoài ra ban tổ chức còn quyết định mời thêm danh ca Bạch Yến đến từ Paris, là một người chị mà Hùng rất là quý mến. Cùng với em Kimmy là một trong những ca sĩ trẻ tại Paris có một cái khả năng rất là thu hút. Ngoài cái vấn đề mà gọi là nghệ thuật thì Kimmy là một trong những cái triển vọng rất là lớn của ca sĩ tại Paris. Sau đó thì ban tổ chức có mời thêm chị Thanh Tuyền, mà chị Thanh Tuyền này, thật sự chị Thanh Tuyền này là một Thanh Tuyền khác chứ không phải những Thanh Tuyền mà mọi người đều biết đến. Đó đại khái là như vậy đó. Thì chị Thanh Tuyền này là một cựu học sinh của trường Marie Curie. Chị hát nhạc Pháp rất là xuất sắc. Vì lý do đó ban tổ chức mời 5 ca sĩ này đến cống hiến cho quý khán thính giả tại San Jose một chương trình theo Hùng nghĩ là chắc có lẽ từ trước tới giờ chưa bao giờ được tổ chức tại San Jose nói riêng mà tại Mỹ nói chung. Dạ vâng, thưa anh thì thường thường nói tới nhạc Pháp là chúng ta cũng nghĩ tới cái thập niên từ 50, 60, 70. Thì quý vị biết thập niên đó là Ngọc Hà chưa có hiện diện rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nói về âm nhạc thì như anh Hùng cũng biết là chúng ta nói là không ngôn ngữ và không biên giới, phải không thưa anh? Cũng có nhiều người thắc mắc chứ là tại sao lại tổ chức một cái chương trình nhạc Pháp, bởi vì tôi không biết tiếng Pháp. Thì thưa quý vị, như Ngọc Hà vừa nói, âm nhạc là chúng ta đã cảm nhận rồi, khi mà nghe cái nốt nhạc lên là tự động mình đã feel được cái bản nhạc này như thế nào rồi. Tuy rằng chúng ta không hiểu lắm cái nhạc Pháp, nhưng mà cái chương trình này thì đây là một chương trình mà Ngọc Hà thiết nghĩ là quý vị tìm lại những cái kỷ niệm thời xa xưa, một thời quý vị đi học, thời lãng mạn chúng ta cắp sách tới trường, hoặc là một thời yêu thương của cái nhạc Pháp đó. Cho nên VCI Entertainment cũng như là anh Hùng đại diện cho VCI ở miền Bắc này là Northern Producer, thưa quý vị, tổ chức ra cái chương trình Salut Les Copains này vào ngày 18 tháng 5 để mà gửi đến cho tất cả quý vị khán giả chúng ta
tìm lại những cái thời xa xưa, tìm lại những cái kỷ niệm mà có thể là một thời chúng ta đã quên, mà nhờ cái chương trình này để chúng ta nhớ lại những cái kỷ niệm đó. Và như quý vị biết là hai dân ca mà nói tới nhạc Pháp của Việt Nam, mình không ai không thể nghĩ tới đó là anh Elvis Phương và chị Thanh Lan. Rồi ban tổ chức cũng không có ngại cái sự tốn kém mời nữ dân ca Bạch Yến cũng như Kimi đến từ Pháp qua, và cũng như chị Thanh Tuyền từ bên Virginia qua. Đây là một cái chương trình mà Ngọc Hà thấy ban tổ chức bỏ rất là nhiều công sức, bởi vì muốn mang lại một cái kỷ niệm để cho quý vị trong cái chương trình nhạc Pháp này. Thì thưa anh Hùng, trong chương trình nhạc Pháp này đó, chúng ta sẽ là ngày tổ chức vào ngày là 18 tháng 5. Địa điểm cũng như là chương trình nó có những cái gì mới lạ thì anh có thể gửi đến cho quý vị để biết rõ thêm không ạ? Thì ngoài cái vấn đề mà anh em trong ban tổ chức soạn thảo một chương trình rất là công phu từ 2 tháng nay, anh em trong ban tổ chức chọn cái địa điểm Unified Event Center đó là tại vì đó là có một cái đặc biệt là tụi này có một phần đầu tiên của chương trình từ 6 tới 8 giờ là cái phần VIP Party. Thì tại sao chọn cái phần đó là tại lúc tụi này muốn cho tất cả những ủng hộ viên của chương trình, những khán thính giả, những người fan của những ca sĩ có một cái dịp nào mà có thể được gọi là, mình có thể nói là mình hàn huyên với lại ca sĩ, rồi coi như những người bạn của mình, ha, những gì mà mình có thể, mình không có một cái dịp nào mà mình có thể tới gần một cái một cách rất là thân hữu đến những người đó. Tại Hùng biết là có một một cụ như là 85 tuổi, cụ đến lần này là tại cụ chỉ muốn gặp Bạch Yến. Bạch Yến. Ngọc Hà cũng có một một người quen biết mà khi mà nghe thấy chương trình nói là có Bạch Yến thì cô đã gọi cho Ngọc Hà và đặt luôn một bàn thưa anh, và nói chứ là cô với biết Bạch Yến là từ lúc 14 tuổi, và khi thấy cô Bạch Yến thì cô có thể đứng lên hoan hô, cô có thể đứng lên ôm cô Bạch Yến được không? Bởi vì khi mà chúng ta đi chương trình ca nhạc thì trên sân khấu thì có thể chúng ta chỉ nhìn thấy ca sĩ thôi, ít có khi nào chúng ta có cái cơ hội mà mình ngồi mình nói nó chuyện gần gũi, nó gần gũi hơn. Cái đó Ngọc Hà nói đúng, là tại vì thì cho Hùng xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn cái quý khán thính giả đã đến ủng hộ của Bạch Yến. Thì nó có những cái mà anh em có trong cái thời gian đó thì mọi người có thể được sẽ được ban tổ chức tiếp đãi để ăn, rồi mình uống rượu đỏ, mình trò chuyện trong 2 tiếng. Vậy VIP party là mình có phần ẩm thực cũng như là rượu vang, bởi vì nói tới nhạc Pháp, nói tới culture cũng như văn hóa Pháp thì không thể nào mình thiếu cái ly rượu vang. Rất là xuất sắc mà bởi Hùng mà Hùng nghĩ một người MC mà biết mà cái nền văn hóa của Pháp, và thật sự nền văn hóa của Pháp là nếu mà nhắc tới Pháp thì ngoài vấn đề về mỹ phẩm, những cái đồ mà những cô quý bà thích trên đại khái thí dụ như vậy đó, thì ngoài ra vấn đề cái nền văn hóa Pháp người ta tự hào nhất là gì? Là rượu vang. Rượu vang. Nhưng mà giống như Hùng lặp lại lời của một người MC rất là duyên dáng, Ngọc Hà, nói là âm nhạc không có biên giới, thì từ lúc mà mình trẻ bên Việt Nam khi mình nghe nhạc Pháp thì chưa chắc mình hiểu hết. Cũng đúng như rồi, mình nghe nhạc tiếng Anh cũng vậy. Thì Hùng nghĩ là đây là một cái cơ hội cho tất cả những người nào mà đầu tiên là thích nghe nhạc. Có một chương trình mà chưa bao giờ được tổ chức tại tại San Jose. Dạ vâng. Cái vấn đề MC thì anh em trên này suy nghĩ rất là kỹ khi mà chọn lựa những người MC. Anh Dương là một người đến từ Orange County. Dạ. Ảnh là một người MC rất là có duyên, ảnh có một lối là trình diễn rất là dễ thương, rất là tự nhiên. Ảnh có một cái trình độ tiếng Pháp phải nói là rất là đặc biệt, rất là cứng, rất là lưu loát. Ngoài ra thì anh em cũng có mời một người MC rất là đặc biệt tại vùng San Jose, mà theo Hùng nghĩ đó là một trong những cái điểm anh em từ này chọn MC Ngọc Hà, đó là tại vì Ngọc Hà là một người MC rất được mọi người ở đây, cộng đồng Việt Nam rất là quý mến. Ngoài vấn đề mà gọi là một cái tài năng, cái ngoại hình rất là dễ thương, rất là đẹp, thì Ngọc Hà còn có một cái đức tánh mà Hùng nghĩ rất là khó kiếm nơi một người mà đứng trên ánh đèn sân khấu. Cái này Hùng không có định Ngọc Hà đâu nha, tại vì thật sự định Ngọc Hà cũng không được lời gì cho Hùng hết trơn. Cái này không có mời anh Hùng đi ăn phở sau đâu, cho nên không, cái này là những gì mà anh em từ khi anh em cái một chương trình thành công thì nó ảnh hưởng với tất cả mọi chi tiết liên quan tới một cái tổ chức của chương trình, chứ không hẳn là
chỉ có để ca sĩ lên rồi dán poster rồi dạ vâng nhưng không, anh em tụi này tổ chức rất là chu đáo. Chương trình này đã được tổ chức từ tháng giêng đầu năm dạ nay cho vâng tính bây giờ, tức là tụi này không, ban tổ chức không có ngại những cái mà gọi là cái vấn đề tài chánh, thời dạ gian và tâm tư của anh em này để gửi cho quý khán thính giả của chương trình Bảo hiểm nhân thọ của dạ Ngọc Hà và chị Hana, cũng như tất cả những quý khán thính giả của đài Today là một trong những cái đài mà được mọi người rất là yêu mến. Dạ vâng. Thưa quý vị, nói về phần MC thì Ngọc Hà cũng rất là được hân hạnh được ban tổ chức mời làm MC trong chương trình này. Thì thật sự thưa quý vị, tiếng Pháp thì Ngọc Hà không biết đâu, phải nói thiệt. Nhưng mà quý vị, như Ngọc Hà đã nói là âm nhạc đã không biên giới, và khi mà đi chương trình này không hẳn chỉ có nói tiếng Pháp, bởi vì một người MC với Ngọc Hà đó là bác sĩ Bùi Xuân Dương miền Nam Cali đã rất là rành tiếng Pháp rồi, cho nên Ngọc Hà rất là tự tin và đứng bên cạnh một người MC với mình, bởi vì anh sẽ là người che chở tiếng Pháp đó cho Ngọc Hà. Không nghĩ như vậy, là thật sự cái chương trình này, dĩ nhiên cái chánh của trong chương trình này mà anh Lý Phương với chị Thanh Lan rất là thích là anh chỉ có tâm sự với anh em trong ban tổ chức là chưa bao giờ anh chỉ được hát một cái chương trình đặc biệt mà nhạc Pháp từ trước tới giờ ở bên đây. Không hẳn là chỉ có nhạc Pháp không, có những cái bản nhạc, nhạc Pháp, lời Việt. Nó có những cái ngạc nhiên dành cho quý khán thính giả. Thì có những ca sĩ không có trong chương trình mà được ban tổ chức mời đến để gây những cái ngạc nhiên thích thú cho quý khán thính giả. Chứ không hẳn là ngoài cái vấn đề mà gọi là tổ chức cái chương trình mà vấn đề âm nhạc thì ban tổ chức đã không ngại tốn kém để mà chi phí để mời một nhóm tới để trang hoàng lại cho Unified One Center thành một cái không khí mà Hùng nghĩ là chắc chưa có một người nào tổ chức được đó tới bây giờ. Từ nãy giờ thì chắc quý vị cũng chưa biết là vé mua ở đâu, số vé là bán như thế nào, hoặc là cái chương trình VIP như thế nào, thì chắc phải mời anh Hùng phải nói rõ là ngày giờ vé ở đâu, cũng như là cái chương trình nó có những cái gì hay thêm thì mời anh Hùng thêm. Thì nghĩa là muốn mà đặt bàn sớm để mình có chỗ ngồi tốt á, thì quý khán thính giả có thể gọi điện thoại cho Hùng ở số 408-833-0695. 408-833-0695 đó là anh Hùng. Rồi, hoặc là quý vị có thể gọi liên lạc thẳng với một người MC mà rất là duyên dáng ở bên cạnh, thì số điện thoại của Ngọc Hà là quý vị cũng có thể gọi cho Ngọc Hà với số phone là 408-431-7777. Và chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 tại Unified Event Center đằng sau Walmart thưa quý vị, một nơi mà quý vị khi tới quý vị sẽ thấy hoàn toàn là mới lạ, một cái khung cảnh chúng tôi sẽ tạo ra rất là trữ tình, rất là đặc biệt thưa quý vị, cũng như thân mời quý vị tới dự VIP Party. Bởi vì khi VIP Party này chúng ta có ăn uống và đặc biệt là cầm trên tay một ly rượu vang, cũng như trò chuyện với những người ca sĩ mà quý vị đã từng yêu mến. Và sau đó sẽ mời quý vị vô trong hậu trường, chúng ta sẽ thưởng thức một chương trình. Và Ngọc Hà được biết là chương trình cái phần đầu là quý vị hãy ngồi thưởng thức lại, hãy tìm lại những cái kỷ niệm xưa qua những cái nhạc phẩm Pháp mà quý vị đã yêu mến từ thập niên 50 tới 70. Và sau đó chúng ta có chương trình nhạc tour, phải không anh? Cái đặc biệt của chương trình đó là anh em từ này soạn thảo ra rất là chu đáo. Nghĩa là chương trình này khác là cái phần đầu của chương trình từ 8:30 cho tới 9:30 đó, là cái phần mình có thể gọi là cái nhạc là theo Hùng nghĩ đến cái chữ mà dùng cho nó trúng, tức là nhạc biểu diễn chứ không phải là nhạc thính phòng, tức là năm người ca sĩ trong chương trình này mỗi người sẽ đưa đến khán giả những cái bài hát rất là đặc biệt mà chưa có một chương trình nào từ trước mà có thể là người ta mang cái tâm sự người ta để trao lại cho khán giả. Rồi sau đó thì từ 9:45 tới 11:45 thì sẽ có chương trình khiêu vũ, nhưng mà chương trình khiêu vũ chia làm hai phần. Phần đầu của chương trình khiêu vũ là nhạc tour, thì Hùng nghĩ là thật sự đây đúng là thật sự nhạc tour của Pháp, là theo những cái gì mà những người mà thích nhảy đầm, thích khiêu vũ nhạc Pháp thật sự, tức là đúng 8 điệu. Trong đó tất nhiên là phải có nhạc van nhảy từng từng từng. Thì có đúng theo thứ tự 8 điệu. Thì trong cái 8 điệu đó thì sẽ không có ngừng, không có người MC trình bày, tức là mọi người sẽ ra nhạc tour hai dòng của nhạc tour. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải nhờ cái gọi là cái MC duyên dáng của Ngọc Hà, hay là cái sự lưu loát tiếng Pháp của anh Bùi Xuân Dương, thì đưa khán giả đến từng những cái điệu nhạc khiêu vũ, nhưng mà lúc này lại là một cái khiêu vũ khác,
Thì lúc này là một cái điệu khiêu vũ mà mình có thể nói là đủ loại điệu trên. Mình có thể có twist, có techno, có hip hop đại khái như vậy cũng là khiêu vũ, nhưng mà không phải là nhạc tour. Tại Hùng nghĩ là cái nhạc tour là một cái mà sẽ làm cho ban tổ chức tụi này mất rất là nhiều thời giờ. Tại vì vừa soạn thảo chương trình nhạc tour mà theo nhạc tiếng Pháp thì rất là khó. Dạ vâng. Và thưa quý vị, rất là hân hạnh được mời quý vị tới cái chương trình nhạc Pháp này với những ca sĩ dân ca Bạch Yến, chị Thanh Lan, Phết Xuân cũng như Kim My và chị Thanh Tuyền. Một lần nữa xin thân mời quý vị thính giả của đài Việt Today, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lại những kỷ niệm xưa qua chương trình nhạc Pháp. Và một lần nữa số phone của anh Hùng. Số phone của Hùng là 408-833-0695. Và số phone Ngọc Hà là 408-431-7777. Và xin chân thành chào toàn thể quý vị khán giả và hẹn vào trong chương trình vào ngày 18 tháng 5.